À, hoa anh nhạn là một giống lan mà hầu như mọi con người chơi lan ai cũng thích. Vì sao? Vì lá đúng không ạ? Thứ nhất, cái lá nó phải xếp, cái lá nó mọc đứng lên và giúp cho cái chậu hoàng nhạn chúng ta nhìn rất bắt mắt. Và đặc biệt hoàng nhạn thích hợp chúng ta trồng trong những cái chậu gỗ, chậu cọc lúa, hay chúng ta sẽ trồng trong những chậu mà có giá thể nó thông thoáng. Chúng ta có thể trồng thích hợp nhất là trồng bằng than cùi, vỏ thông, và trồng những cái khúc gỗ để cho cái bộ rễ thông thoáng giúp lan chúng ta phát triển tốt. À, đây là những cây hoàng nhạn mà nếu mà ai ai mà mê lan đều thích những cái cây như vậy. À, nhưng mà vì em nhà vườn nên em trồng trong những cái chậu như vậy để khi mà chúng ta vận chuyển hàng đi cho nó gọn. Còn nếu chúng ta trồng được trong những cái cục lụa thì chắc chắn rằng cái hoàng nhạn chúng ta sẽ rất đẹp. Nên anh chị, chúng ta muốn cho cái hoàng nhạn chúng ta nó đẹp thân lá như này thì trồng nơi giá thể thông thoáng, và đặc biệt nhất là chúng ta phải phun phân pha loãng hàng ngày giúp cho những cái hoàng nhạn chúng ta đẹp từ thân từ lá. Và về để và làm cho cái hoàng nhạn ra hoa tháng 8 thì chúng ta không cần cắt nước, và thời điểm tầm tháng 7 âm lịch này thì anh chị nào ở vùng nóng thì chúng ta cần hạ nhiệt độ vào ban đêm xuống, đó là kích thích sự ra hoa thôi. Và tích hợp bón phân cho hoàng nhạn này là NPK 20 đều, thêm B1, thêm rong biển, thêm phân cá, và pha loãng phân bón ra. Chúng ta phun thường xuyên như vậy, 2 ngày chúng ta phun một lần, giúp lan chúng ta tốt. Hoặc anh chị có thể là pha loãng 1 gram cho 10 lít nước, chúng ta cứ phun ra khoảng ngâm khoảng 10 lít nước, hai một ngày chúng ta phun 2 lần, sáng phun chiều phun đều lan chúng ta đều tốt cả, mà lan chúng ta không phải lo về việc là chúng ta phun dư phân bón hay là chúng ta phải rửa trở lại. Nên là cái lan chúng ta trồng trong những giá thể thông thoáng sẽ giúp cho lan của chúng ta là phát triển tốt bộ rễ. Từ khi tốt bộ rễ thì nó sẽ hấp thu phân bón tốt. Đây là một cái nhãn gieo hạt, đây là cây tháng 8 nhé. Chúng ta muốn trồng một cây này, chúng ta chăm được tốt, đủ phân bón, đủ nắng, nhưng mà đảm bảo được trồng trong những cái giá thể thông thoáng, giúp cái bộ rễ thông thoáng thì lan chúng ta sẽ phát triển tốt và khỏe và đẹp anh nhé. Nên là trồng lan hoàng nhạn thì ai cũng thích, bởi vì giống lan nó thân lá đẹp, đặc biệt thân lá đẹp thì ai cũng thích hết. Nhưng mà chúng ta chăm sai phân bón thì cây chúng ta sẽ không đạt. Và đặc biệt quan trọng nhất là chúng ta phải trồng nơi nhiều nắng gì nhé. Trồng nơi nhiều nắng, bù phân bón thì cái lá này như nó giữ được gốc lên đây. Em trồng khoảng gần 2 năm thì năm nó có 4 5 cái lá này thôi, nhưng mà khi chăm tốt thì bắt đầu nó sẽ dài dần, các lá là xếp xếp nhau và nó không bị lá gốc.